sạch rồi nè các bạn. Vậy thôi, chúc mời nhóm bạn cùng theo dõi nhé. Nhờ mọi người cùng theo dõi với nhóm của te đây các bạn đó, gia vị đây là thành của tụi mình. Giờ mình sẽ lột vỏ các bạn. Mình nha. Bây giờ tụi mình mới bắt đầu lột vỏ tôm thôi à. À, nhìn con tôm bự chả đó luôn này các bạn. Ăn chắc đã miệng luôn. Đã luôn. Đấy, đấy. Sẽ làm nước chấm các bạn nè, các bạn tỏi các bạn, mình cái này mình giả các bạn ơi, mình làm nước chấm là mình giả các bạn. Thank you.
tái chanh các bạn ơi. Giờ mình sẽ đổ vô, giờ mình bắt đầu thôi. Đầu bữa này mình nặng chanh vô nha các bạn. Chưa gì nó thèm. Chưa gì nó thèm kìa. Giờ mình đang giặt chanh các bạn. Mời cả nhà cùng theo dõi với nhóm tụi mình nha. Đây, nhà. Đó. Đây các bạn, nè, nhìn tôm tụi mình nè các bạn. Giờ đỏ nè, mình tái chanh giờ này mình cho mình làm nước chấm các bạn. Để cho hai muỗng nước mắm các bạn ơi. Sôi nữa cho một sôi dặn lắm đó này. Này nước sôi các bạn, nước sôi mình nấu sẵn rồi nè các bạn đó. Mình cho thêm muỗng nữa đi rồi đó, thấy không? Đây là phần nước chấm của mình nha các bạn. Giờ mình sẽ dặn chanh các bạn ơi. Chanh mình nặng chanh vô rồi, nhìn này bạn chút xíu là mời cả nhà mình cùng theo dõi với nhóm nhóm te nghe. Chút xíu tụi mình sẽ thử nè, để cho cả nhà cùng xem luôn. Đây, rồi ok. Giờ tụi mình tái chanh xong rồi nè. Tái chanh xong rồi nè các bạn thấy không? Đây, đó. Này rau đã xong, mình ăn kèm. Đây, nước chấm đây nè các bạn. Nước chấm này. Rồi, chúc mời cả nhà cùng theo dõi, cùng xem tụi mình thử luôn nha. Các bạn ơi, sạch rồi nè các bạn. Càng quá. Thank you.
mừng đó. Yeah.